Tin và anh hai chào các bạn đi con. Nè, chào các bạn. Hôm nay Tin có được cái đồ chơi của Nhật Bản này các bạn. Đó là vòng xoay kẹo yo-yo, yo-ka-o gì đó mà chưa đọc được. Đây mày đọc lại coi, tại vì mày chưa có nhìn á. Nó nhỏ xíu rồi các bạn. Kabaya gì đó, rồi nó rất là nhỏ xíu xíu luôn, đây là vòng xoay mini. Cỡ lúc mà mày nhìn thấy hình mày tưởng to lắm. Nhỏ xíu à. Cái hộp đó nhẹ, cái hộp đó Ủa, cái hộp thì bự bên đại ha à, cái hộp mà nhỏ xíu, nhỏ xíu nhỏ vậy. xíu bằng cái này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chơi thử thách là ai sẽ quay được nhiều kẹo hơn nha. Bây giờ nè, Tin biết khui không? Để anh hai khui cho. Mẹ khui đi. Để anh hai khui Mẹ cho. Rồi khui. anh hai khui cho các bạn xem đi. Cứ từ từ. Mà nó cứng vậy được không? Nên mẹ làm cho. Rồi khoan cho mẹ mượn đã, cho các bạn xem cái này đã nè. Em Tin ơi, chưa chứ mẹ làm cho chơi. Đây các bạn, cái để ra đây này cho dễ thấy ha. Cái vòng xoay này nó bé quá nên đây cái chỗ này là đưa mẹ cho mượn, mẹ mượn đi. Cái này là có một cái bịch kẹo nè các bạn, là bịch kẹo này là chơi thôi, đừng có ăn nha, đây là chỉ là chơi thôi. Rồi cái đây là một cái vòng xoay, đây là cái vòng xoay nè. Mình đúng rồi, kẹo thiệt. Mình sẽ bỏ kẹo vào đây và mình sẽ xoay xoay, khi nào mà kẹo nó rớt ra cái đĩa này nè, đó là phần thưởng của ai mà xoay được kẹo. Bây giờ sẽ bỏ kẹo vào nha. Ở đâu? Đây. Rồi Tim sẽ bỏ kẹo vào trong cái máy nè. Ôi bung nó hết rồi. Tim lột bay tùm lum hết. Có cái nút gì trong này không? Không. Tim bỏ kẹo vô cái màu vàng đó đi con. Rồi biết gắn không? Để anh hai gắn cho. Để anh hai gắn cho em đi. Được chưa? Rồi, ok. Khoan, bây giờ là chơi thử thách nha. Cho em Tin nhỏ nên anh hai cho em Tin chơi trước ha. Giờ quay đi. Bỏ xuống đây, quay qua đây nè. Quay đây cho bác ăn xem nè. Đó. Rồi. Quay các bạn xem cho những tay. Cầm mấy cục bột vàng á Tin ơi. Là cái kẹo nào rớt ra là người đó thắng. Đó, được một viên nha chưa. Rồi chơi lại, chơi lại. Dễ quá. Tính hai chứ. Ghê chưa. Đây đây mẹ coi nè. Cầm cái này nè. Quay ngược hả? Đó mẹ đưa ơi. Cái miếng gì? Cái kẹo này là kẹo đồ chơi thôi nha các bạn. Khi mình chơi xong rồi là mình bỏ vào bịch, mình cất đi, mình tránh ánh nắng để chúng ta để sử dụng lần sau chúng ta chơi tiếp. Các bé là những cái kẹo nhỏ như vậy là không có nên bỏ vào miệng nha. Mình chơi nó đã bẩn rồi nên bỏ vào miệng nó sẽ không tốt. Cái này là đơn giản, là chỉ có cái vòng xoay kẹo đơn giản thôi. Khi ra màu gì ăn màu đó, nhưng mà mình có ăn không? Đó là phần thưởng thôi, được phần thưởng của trò chơi, nhưng mà mình đừng có ăn nha. Hết rồi. Có còn không? Được bao nhiêu viên kẹo Tin đếm thử Tin. Quay hết chưa? Còn nhiều lắm. Quay hết rớt kẹo lên. Không hiểu sao tại sao nó lại rớt được chỗ đó. Rớt chứ, nó có cái lỗ đó, cái chỗ lỗ nó bị chặn lại rồi. Không, không có chặn cái nắp. Mình quay qua là cái nắp nó hở ra là nó sẽ quay đủ vòng của nó sẽ rớt. Con phải lấy cái kẹo kia ra đi rồi con mới xoay tiếp, nó mắc kẹt á. Để nhanh cái tay giống như hai vậy nè. Ôi.
Tin có thích trò chơi này không Tin? Anh Hai thích không anh Hai? Cũng thích ha. Trò chơi này đơn giản nhưng mà cũng giải stress được. Thôi bây giờ hai anh em mấy ba các bạn là chúng ta chơi tiếp nè. Tin ơi. Đó gì đó. Tin. Mấy ba các bạn đi con. Mấy ba các bạn, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Rồi chị chúc. Bỏ ra.